Song Hye Kyo gặp hở lớn vì The Glory 2 dính phốt lộ bí mật cực sốc về cảnh cởi áo táo bạo. The Glory 2 là tác phẩm nữ diễn viên Song Hye Kyo đang cực kỳ trông đợi và đã hy sinh rất nhiều cho vai diễn. Thế nhưng bộ phim đang có nguy cơ bị tẩy chay vì dính phốt lớn liên quan đến chính vấn nạn học đường. Vào ngày 10 tháng 3 vừa qua, 8 tập tiếp theo thuộc mùa 2 của The Glory Vinh Quang Trong Thù Hận đã lên sóng trong sự chờ mong của khán giả. Câu chuyện trả thù của nữ chính Dong Eun, Song Hye Kyo đang đi đến giai đoạn căng thẳng sau một vụ việc căng thẳng hơn đã xuất hiện. Hiện tại, ekip The Glory đang đối mặt với các cáo buộc khá gay gắt liên quan đến vấn đề bạo lực học đường, đề tài mà phim đã và đang lên án. Cụ thể, một nhân vật A đã đăng bài trên trang cộng đồng tố nhà sản xuất của The Glory, PD An Kyuho, về hành vi được cho là bạo lực học đường. A cho biết vào năm 1996, A và An Kyuho cùng học trung học tại Philippines, thế nhưng khác trường. A học trường quốc tế trong khi An Kyuho học tại trường địa phương. Trong một lần gặp gỡ vì buông lời chế giễu bạn gái của An Kyuho, A đã bị ông gọi ra để chửi mắng, hành hung trong 2 tiếng đồng hồ. Sau khi tranh cãi nổ ra, cộng đồng mạng đã có những quan điểm hết sức bất ngờ. Đa phần cư dân mạng đều lên tiếng chỉ trích nạn nhân A trước tiên, cho rằng người này vừa ăn cướp vừa la làng. A bị chỉ trích vì đã chọc ghẹo bạn gái của người khác, bị xử rồi còn lên mạng kể lể sau hơn 25 năm. Mặt khác, một số vẫn chê bai hành vi bạo lực của anh. Chưa kể còn nghi ngờ đây là chiêu trò PR trước giờ gì. Do vụ việc nổ ra chỉ trước khi The Glory mùa 2 lên sóng đúng một tiếng. Phía Netflix cũng lên tiếng khẳng định đang liên hệ nhà sản xuất của The Glory để xác minh vụ việc. Những vụ bạo lực học đường vẫn luôn là đề tài nhức nhối, đặc biệt là nếu xảy ra với các cá nhân thuộc ngành giải trí. Đã có nhiều ngôi sao diễn viên phải chịu cảnh cấm sống vì có quá khứ bắt nạt bạn học. Vì vậy, không ít khán giả lo ngại The Glory của Song Hye Kyo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nếu vụ tố cáo An Kyuho này là sự thật. Theo tờ Osen, Song Hye Kyo đã có những chia sẻ về The Glory trước khi phần 2 của phim chính thức lên sóng. Cô nói, đây là lần đầu tiên tôi thử sức với thể loại phim này. Tôi luôn nghĩ về những thiếu sót của bản thân và cảm thấy bất an. Tuy nhiên, việc bộ phim được khán giả đón nhận khiến tôi rất hạnh phúc. Tới giờ tôi vẫn chưa thể tin được điều này. Song Hye Kyo cũng đã đặt kỳ vọng nhiều vào phần 2 của phim. Nữ diễn viên chia sẻ, phần cuối của The Glory sẽ có nhiều phân cảnh khiến người xem bất ngờ. Cô tiết lộ thêm cảnh quay đáng nhớ nhất trong phim, chính là phân đoạn cô phải để lộ thân hình chằng chịt vết sẹo. Để có cảnh quay đau lòng như vậy, đội ngũ hóa trang và tôi phải mất 4-5 tiếng để tạo nên những vết sẹo. Tôi phải không mặc gì hàng tiếng đồng hồ để hóa trang, Song Hye Kyo kể lại. Tiết lộ của nữ diễn viên khiến nhiều người không khỏi sốc. Trước đó, Song Hye Kyo còn tiết lộ chuyện đã nhịn ăn uống để nhan sắc cơ thể tiều tụy, phù hợp với vai diễn. Có thể thấy đây là tác phẩm đầu tiên Song Hye Kyo hy sinh và nỗ lực nhiều đến vậy. Biên kịch Kim Eun-seok cũng chia sẻ về cảnh quay phải cởi đồ của Song Hye Kyo trong phim. Tôi nói trước với Song Hye Kyo là mình thực sự cần cảnh quay đó, nhưng vẫn lo lắng cô ấy không thoải mái. Tuy nhiên cô gật đầu và nói cần 2 tháng để giảm cân. Kim Eun-seok nói nữ diễn viên đã tích cực giảm cân để phù hợp với cảnh quay. Bà ghi nhận sự nỗ lực và hy sinh vì vai diễn của Song Hye Kyo. Tuy nhiên khi lên sóng, cảnh cởi đồ của Song Hye Kyo tạo nhiều phản ứng trái chiều. Có người khen ngợi sự hy sinh của nữ diễn viên, trong khi một số khác cho rằng cô chưa đẹp trong cảnh quay khoe da thịt. Trước tranh cãi từ công chúng về cảnh quay nói trên, Song Hye Kyo phản hồi. Tôi nghĩ mình không nên đẹp trong hoàn cảnh như vậy. Đầu tiên khi nhận vai Dong Eun, tôi biết chắc mình không cần phải đẹp. Cô ấy luôn nghĩ đến việc trả thù, không có thời gian để chăm chút cho ngoại hình. Dong Eun không quan tâm đến bản thân mình quá nhiều. Vì thế tôi không nghĩ đến những gì thuộc về bề ngoài khi đóng phim này.